Không thể chiều anh như thế được. Yêu cầu thổi mà. Không phải là chiều mà anh đã thực hiện thổi đến 4 lần rồi. Anh cứ làm cái đi, tôi sẽ có. Đây là lỗi khi công an giao thông bắt người dân khi xe đang dừng đỗ ở trong cổng của một nhà người dân để nghe điện thoại. Đấy, các đồng chí công an đến thực hiện thổi nồng độ và không có định lượng. Đây là các đồng chí là chưa làm ra cái chưa thực hiện được cái lỗi định lượng mà cố tình niêm phong xe của người dân. Kéo đây, kéo tú cầm kéo đâu rồi. Đây tôi đang phát trực tiếp luôn đấy. Đây là có thổi yêu cầu tôi thổi là 5 lần không thổi. Hiểu thổi đến 4 lần rồi. 5 lần mà bây giờ cứ có tình không có định lượng của nồng độ. Mà các đồng chí công an giao thông của Phú Ninh vẫn cứ cưỡng chế là niêm phong xe. Đây chị này là chị Lê Hải Vân này. Sau này các anh cho anh cơ hội thổi, các anh thổi rồi mà anh ấy thổi chống đối. Chống đối là sao lại thổi sao thổi chống đối? Thổi nó không chạy 1% nào cả, anh hiểu chưa? Các anh thổi xong là các anh mang, các anh cầm, các anh bấm tắt đi. Đấy là anh nói thôi, còn đâu máy nó không chạy 1% nào thì hỏi cộng đồng mạng xem nó lên được không. Hả? Máy nó có chế độ 100%, ông không thổi lên 1% nào thì làm sao nó ra được. Mặc dù hình ảnh của ông mồm ông vẫn là phòng phòng, nhưng nó không lên thì có người dân chứng kiến thì nó không lên thì làm sao mà, đúng không? Làm sao nó ra định lượng được? Còn định tính là có phát hiện nồng độ cồn rồi, chúng tôi đều có video quay lại rồi và mời anh cách đây cả hàng tiếng đồng hồ rồi để mà anh yêu cầu anh chấp hành, nhưng không chấp hành. Thế yêu cứu tôi vào xuống ngay rồi ngay mà không chấp hành. Chúng tôi làm phải theo pháp luật, làm sao chúng tôi dám làm linh tinh được? Đây cái tài sản này, cái mũ này trả lại cho anh chị đấy. Trả lại cho anh mũ, trả lại cho anh. Để nguyên xe thôi, không phải trả lại. Chỉ giữ nguyên xe của anh thôi. Chúng tôi trong biên bản là niêm phong và tạm giữ nó chỉ có mỗi cái xe thôi. Tôi trả lại cho anh xe thôi. Thế bây giờ biên bản các anh tạm giữ xe. Các anh đã kiểm tra là trong cái cốp xe này có những cái gì chưa? Chính vì vậy niêm phong đấy. Thế bây giờ niêm phong xong mai người ta kêu người ta mất 200 triệu trong này các anh. Các anh vẫn đang niêm phong như này mà. Anh chị cứ kiệu. Cứ thoải mái. Bây giờ như thế này, anh chị mở cái khóa cổ ra. Các chị không xe tôi đầu như nào vẫn không thể chống đối được. Còn chúng tôi sẽ cho xe cảnh sát đây, cho lên đấy. Xe mà vấn đề gì đâu. Còn xe tôi để nguyên tạm đối lại những cái cố tình niêm phong. Chứ cố tình giật tay quá cổ đấy. Chúng tôi niêm phong để đảm bảo quyền lợi cho. Tôi không biết đâu, nhưng mà xe tôi là trong này, trong cốp xe của anh này không vi phạm gì cả. Có tài sản gì nó tất trong này này, tôi niêm phong đây rồi. Anh hiểu chưa? Lỗi tôi có lỗi gì? Đúng ạ. Lỗi anh không chấp hành đấy. Tôi lắp cho anh, tôi vào tôi thổi cái anh không chấp hành. Không giải thích với anh cố thì không hiểu. Cái xe của tôi để nguyên như thế nào, cứ để nguyên đấy, các anh tự lấy quan điểm cho anh nhé. Anh đánh xe cảnh sát luôn. Kệ mà, xong rồi tôi xử lý xong. Các anh thực hiện thổi các anh lại bảo là chống đối. Các anh thổi xong các anh rút ra, các anh tắt đi, các anh bảo chống đối. Thế thì chúng tôi là người dân, chúng tôi chịu. Chúng tôi không được nắm pháp luật, chúng tôi chịu. Thổi anh được rồi rút ra bảo là tắt. Thổi được rồi các anh rút ra, các anh bấm nút tắt đi, các anh bảo là chưa được. Xem thì các anh bảo không có. Bây giờ thời này anh có dám thổi lại không?
Đây thổi rồi. Nào được. Tôi thổi nếu không có anh làm nào. Anh được bao nhiêu thời gian từ chiều tôi ra anh đền bù tôi được từ bao giờ ra. Tôi xin lỗi anh cơ mà. Tôi bây giờ tôi thổi nhá. Nếu không có anh đền bù tôi từ chiều giờ mới đứng rồi. Anh có chấp hành đâu. Trong chấp hành tôi vào ông đưa tôi thổi đẩy mua tôi thổi hai lần. Nhất trí lên đây nếu thổi giữa dạ đây. Có tất cả người dân ở đây. Anh chấp hành đi nếu mà anh không có. Tôi chấp hành vừa chấp hành. Bây giờ xe đã niêm phong rồi. Nếu mà thổi có nồng độ các anh cứ khênh xe đi. Nào, nhất trí. Xin lỗi không phụ được đâu. Tôi xin lỗi không lúc ra đâu có cố. Không có thì tôi xin lỗi anh cơ mà. Bây giờ xe các anh niêm phong, các anh đã niêm phong rồi. Còn bây giờ thổi nếu có định lượng thì các anh cứ cho xe khênh xe máy lên thùng thoải mái. Có lỗi thì phải chịu. Có lỗi phải chịu mà. Tôi cho biên bản năm đưa chuẩn luôn. Cho đi luôn. Một tiền luôn. Hôm qua như bây giờ tôi thổi có không lên. Bây giờ tôi bảo thổi, bảo là không thổi. Các anh các chị làm việc đầy đủ bằng chứng, các anh các chị có thể ví dụ đây chốt kia thì quay lại thì các anh còn bảo ấy. Đường rẽ của người ta đây thì đi vào đây thì các anh làm thì có văn bản người ta mới làm chứ không văn bản. Bây giờ như này, giữa dạng của thanh tin bật nhật đây, có tất cả người dân chứng kiến ở đây nhá. Anh thổi lại một lần nữa, nếu như anh không có, tôi xin lỗi anh công khai với tất cả người dân ở đây, với chính quyền địa phương ở đây và công khai xin lỗi anh và người điều khiển phương tiện. Ok. Nhất trí chưa? À, tám quay vào đây, quay vào màn hình anh. Đâu, anh đưa đây để em quay vào màn hình. Cứ bình tĩnh nhá, anh cứ bình tĩnh, anh làm gì đây, anh tắt trực tiếp đi.